Hôm nay mời các bạn cùng ngắm ba chó đẹp của chợ. Nào ba đứa đi ra đây nào. Chào nô. Rồi, xi nữa. Hôm nay để video âm thanh nguyên thủy. Messi ra đây. Tiếng chó sủa nó sẽ hơi ồn một chút. Con kia nó hít cái thôi nó bỏ. Đây là Messi. Chó cái vô địch Việt Nam tháng 3 năm 2019 của trại Gobi. Hôm nay mời các bạn ngắm ba con mẹ con Messi Pila cùng với loại Bruno. Chào Nô. Nô ra chơi với con kia đi. Nô là một con chó rất tình cảm. Ở nhà thì gọi ngắn gọn là Nô thôi. Tên đầy đủ của em là Bruno is Rosaurus Slendio. Bruno là con được giống được nhập về từ Lithuania hay nó còn có cái tên gọi khác là Latvia. Bruno khi mà nhập về Việt Nam thì đã đạt cái danh hiệu chó vô địch trẻ, chó đẹp của Latvia. Lại chơi ở đằng này, không chơi ở đằng đấy. Chào nô. Latvia là một nước thuộc vào châu Âu. Âm thanh đấy là âm thanh của Dina đấy. Dina đang thì nghịch cái bát nước. Dina cũng là một con chó mới nhập của trại Gavi. Dina là em cùng mẹ với Bruno cùng trại luôn. Hôm nào đấy thì sẽ có một cái video riêng cho Dina. Dina là có một cái video lâu lắm rồi. Từ lúc Dina mới về là hơn 4 tháng. Bruno, Messi và Pila có thể nói là ba cái con chó Rottweiler đẹp và VIP nhất của trại, là ba cái nguồn gen được ưu tiên của trại để nhân giống. Chọn chỗ nào sạch nằm nhé Pila nhá. Có Marvin và Messi nữa, Marvin và Loki nữa, nhưng mà Marvin và Loki thì thực sự là chưa tìm được những các con cái tốt để mà ghép cặp với lại hai con đực đã được chứng nhận là con chó đẹp Việt Nam. Chào chị. Loki và Marvin cũng là con của Pila, là hai con chó đã được cái danh hiệu vô địch Việt Nam chó đẹp của trại nhân giống ra. Xem video thì chắc chắn sẽ có nhiều bạn thắc mắc về cái việc tại sao các con chó Rottweiler của trại lông nó rất là bóng. Thì trại cũng chia sẻ là 100% chó của trại Rottweiler Gavi là đều được dùng cái khoáng dinh dưỡng Chibi Powder các bạn nhé. Chó nhỏ thì dùng Cansinano, chó nhỏ và chó bầu. Chó và 100% chó cả nhỏ cả to, cả chó già đều được dùng khoáng dinh dưỡng cao cấp Chibi Powder của Thú Y Việt Đức. Thông tin để mua cái sản phẩm này thì các bạn có thể tìm thấy rất là dễ dàng ở trên Facebook hay là trên Google.
hoặc là các bạn có thể bình luận ở kênh của trại. Ở bên này hay là về nhà? Pila và Messi thì hiện tại đang ở nhà. Hôm nay là cho hai đứa sang trại, coi như là đi chơi. Có thể là sẽ để lại hai đứa ở lại bên trại vài ngày, thay đổi không khí, coi như cho đi du lịch. Nô đâu? Juno. Ừ, Pila nằm đấy. Sao gọi Nô Đần ra đây chơi cho mát. Pila là con chó cái nhập Đức. Theo thông tin trại biết, cho đến bây giờ nó là con, vẫn đang là con Rottweiler cái duy nhất nhập từ một trại của Đức về Việt Nam. Nô. Pila là nhập từ trại Kumusi, Pila Vom Kumusi. Và tên, cái tên Melsi chính là lấy cái tên của cái trại Kumusi đấy. Đây là Pila. Pila from Kumusi. Đây là Melsi P2 Gervie Kennel. Hai mẹ con núp ở chỗ mát để nằm. Hôm nay chưa đến ngày phối rồi, để cho con đực trích thử. Nhưng mà đực vừa mới ho he thì cái đã gừ rồi, tức là chưa đến ngày phối. Nô đâu Pila? Thôi nằm đây cho mát. Đây Pila nằm vào đây. Đúng rồi, nằm đấy cho mát. Ừ, nằm đấy cho mát. Nô nằm đấy đi. Nô. Ừ. Để anh quay video cái mặt Nô nào. Nô. Nằm đấy. Đúng rồi. Đây nhìn Pila nằm đây này. Nô ơi. Nô nằm xuống đấy luôn đi. Bruno thì tính cho đến bây giờ đã có 3 đàn hậu duệ. Một ở Con Tum, 2 tại Gervi, 1 đàn thì đang chờ sinh. Trại rất ưng ý với lại Bruno vì Bruno ra hậu duệ có cái sự di chuyển rất tốt. Ba đứa nằm đấy đi. Nô nằm luôn xuống đây cho mát đi, chỗ đây là chỗ mát nhất đấy. Các bạn thấy ba đứa này có đẹp không? Cho trại xin bình luận ở bên dưới video nhé. Vào nằm chung với hai đứa cho mát. Pila nằm đấy. Pila. Like và chia sẻ video các bạn nhé. Ừ.
Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.